Vâng, em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác là khi mà mua xe lướt hoặc là xe cũ đấy thì nó cũng là một thôi, thì các bác phải chú ý điều gì? Thì các bác nào mà mua xe mới thì yên tâm rồi. Chỉ việc là chuẩn bị tài chính và khi nào gặp thời điểm thích hợp và có khuyến mãi của đại lý thì các bác ra mua thôi. Thì hôm nay thì em cũng mua con xe nó cũng rẻ rẻ tiền thôi, cũng chạy được mấy tháng rồi. Thì em muốn chia sẻ đến tất cả những anh em, tất cả mọi người có ý định mua con xe rẻ rẻ tiền, xe lướt. Đấy, thì thực tế thì mua con xe lướt nó rất là khó, bởi vì bây giờ nó phù phép rất là nhiều. Đấy, phù phép rất là nhiều. Các thợ thì mua rất là khó. Đấy, không phải là mua khó mà là mua vào mình rất là khó nhìn. Đấy, nói thế cho dễ hiểu. Thì em có mua rồi thì một lần em mua của thợ, một lần em tự đi mua. Thì em muốn chia sẻ với mọi người là mua của thợ thì nó được cái gì và mất cái gì, và mua của dân nó được cái gì mà mất cái gì. Rồi em sẽ đánh giá chi tiết từng chi tiết các bác nhé. Thì em chia sẻ luôn. Tại sao em lại khuyên các bác mua của dân? Đấy, thì mua của em đánh giá mua của thợ trước nhá. Mua của thợ thì người ta đi làm thì chắc chắn là người ta phải có công rồi. Và thậm chí là một con xe, ông bán được một con xe, thậm chí ông ăn được cả tháng. Đấy. Tại vì sao? Người ta mua thì mua rất rẻ. Còn lúc bán thì người ta bán đắt. Tại sao người ta bán được đắt? Người ta chờ đến thời cơ, những bán cho những người muốn mua. Đấy, thì người ta thích mua thì có thể những bác nào mà mua xe lần đầu tiên rất là gà thì sẽ gặp phải cái, có thể nói là một cái bẫy của người ta, để người ta đưa vào cái bẫy để mình cảm thấy thích mình mua, thì người ta sẽ lôi cuốn mình bằng cách là đánh bóng và dọn vệ sinh sạch sẽ. Đấy, sơn bả. Cho nên là những cái bác nào mà mua xe lướt, mua lại của những cái ông thợ thì rất là khó biết là con xe này nó có tốt hay không, rất là khó biết. Em đảm bảo luôn. Mua con xe máy thì nó rất là nhỏ, cũng còn khó biết nữa, còn nói chi đến con xe ô tô. Đấy, con xe ô tô rất khó biết, bởi vì thợ sơn bả nhiều cái nó rất là tinh vi. Đấy, hôm nay em sẽ chỉ cho các bác nhé. Còn mua mua của dân thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì người ta đang đi ổn định. Đấy, hỏng cái gì người ta sửa cái đấy. Đấy, nó có cái vấn đề thì người ta kiểu gì người ta cũng đưa ra ngoài gala người ta sửa. Còn những cái ông thợ thì ông phù phép, ông ấy sơn bả. Đấy, ông có chất dung dịch, ông tẩy rửa máy. Nó đang là cái máy mà toan có thể là nhiều lác ở bên trong, hoặc là nó bẩn thỉu bên trong, nhưng mà khi mà vào tay ông ấy, ông đánh bóng. Em thì em nhìn thấy rõ ràng là thợ còn lấy hẳn bàn chải để đánh đánh lốc máy nhá, lấy hẳn bàn chải luôn để cho nó sạch, nó bóng, và dùng dung dịch tẩy lửa rất là chuyên dụng, nên là rất là trắng và rất là bóng. Đấy, và ngoài ra người ta còn sơn bả, chỗ nào mà nó bị kém cái là người ta sẽ sơn lên. Thì rất là khó để mà anh em không chuyên môn không thể nhận biết được. Đấy, không thể nhận biết được. Thì khi mà mình mua về ở ngoài đấy thì chạy có khả năng là vẫn tạm ok, nhưng mà khi mua về nó sẽ phát sinh là nhiều vấn đề mà mình sẽ rất là mệt mỏi. Đấy, thì nó có cái lợi và cái hại vậy. Và được cái mua của dân nữa thì nó sẽ rẻ hơn được khá khá, khi anh em mà tìm được con xe của dân nó rất là yên tâm. Đấy, và nó đỡ được tài chính của mình đi rất nhiều. Thì trước hết em sẽ chia sẻ là cái mua con xe thì có ba cái điều quan trọng nhất, đó là gầm bệ, thân vỏ và máy móc. Tiếp theo đến là vấn đề nội thất và những cái chức năng. Đấy, thì cái gầm bệ thì em sẽ chia sẻ các bác là gầm bệ thì ai cũng biết là cái gầm bệ nó phải chắc chắn thì con xe nó mới ổn định lâu dài, nó mới bền được. Đấy, cái vấn đề này thì các bác có thể quan sát bằng mắt nhá, quan sát bằng mắt thường, các bác cúi xuống dưới gầm và bác quan sát thì nó có bị mục mọt, có bị rỉ nhiều không. Và tiếp theo là các bác phải kiểm tra thân vỏ, thì các bác phải kiểm tra tổng thể, khi các bác nhìn nhìn bao quát, nhìn tổng thể. Đấy, nhìn tổng thể
và các bác phải nhìn chi tiết từng những cái điểm mấu chốt. Một là cái điểm đây, em sẽ soi cho các bác xem nhé. Đây, soi vào cái điểm mấu chốt đây, các bác sẽ nhìn vào cái điểm dưới này là đầu tiên này. Đấy, các bác nhìn những ở cái chỗ này là hay rỉ nhất. Đấy, bởi vì người ta hay đóng cửa và nước nó hay vào đây là hay rỉ này. Đấy, một điểm nữa. Còn cái keo chỉ đây, như keo chỉ này thì có là ok thôi, nhưng mà đừng, các bác đừng máy móc quá, đừng máy móc quá nhá. Thì các bác phải nhìn dưới này xem nó có gì không. Chất thép đây, các bác sờ vào chỗ này thì nó ok, nhưng mà các bác nhìn vào những cái phần này này, đấy thì nó sẽ khác nhau ngay. Đấy, và tiếp theo là cái phần này. Phần này khi mà đi thì nước nó hay chảy vả vào phần này nhiều nhất này, thì nó sẽ gì nhanh gì đây. Những con xe nào mà nó không được vệ sinh và không được, nó đi quá nhiều sẽ rất là nhanh gì ở đây. Rất là nhanh gì. Tiếp theo là cái phần đuôi này này, cũng rất nhiều nước đi vào thì nó sẽ gì và nó bắn lên cái cốp đằng sau. Đấy, đây em cho các bác xem luôn cái chỗ này nữa. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Ở phần trên này thì nó sẽ cứng cáp như thế này, nhưng mà nó rỉ là rỉ ở phần dưới này nhiều nhất. Đấy, rỉ ở chỗ này thì các bác phải xem xét. Và tiếp theo các bác phải xem vào những cái phần cánh cửa này. Những con nào mà nó nát ấy thì nó sẽ, những cái con ốc ở đây này này, nó sẽ rỉ là rất nhanh rỉ ở những cái phần trong này. Các bác nhìn thấy chi tiết bên trong sâu chưa? Đấy. Đấy, những con ốc của em thì có con tương đối ổn. Đấy, con tương đối ổn. Thì con xe này cái thân vỏ phần trên thì ok. Còn cái vỏ phần dưới này này, cái chỗ này bị sứt lên này, bị đứt đoạn này này. Đấy, nhưng mà coi với cái giá em mua thì nó em chấp nhận. Đấy, chấp nhận. Đấy, bởi vì con xe này nó có va chạm rồi, chứ không phải chưa va chạm đâu nhá. Nhưng giá em mua thì vẫn chấp nhận. Em nhìn được, không phải không nhìn được. Đấy, những cái phần này này, các bác nhìn khi mà nó lộ tẩy là cái chỗ sứt này thì các bác mới biết nó là cái, nó sơn mấy lần. Đấy, còn các bác nhìn chỗ này đấy, các bác nhìn chỗ này này, thì các bác nhìn bóng thì không thể phát hiện ra đâu. Sẽ không thể phát hiện ra. Đấy, các bác sẽ không thể phát hiện ra. Các bác phải nhìn chi tiết, nhìn sâu vào, nhìn sát vào, đây sẽ lộ ra sơn 1 hay 2 lần rồi đây. Đấy, người ta sẽ sơn mà mình không để ý chi tiết thì mình không biết. Đây này, các bác nhìn thấy chưa, đã sơn lại nhá. Sơn lại, và bây giờ em sẽ mở cái cốp này ra để cho các bác xem là phải nhìn vào đâu nữa để các bác phán đoán được ra nó rõ ràng. Đấy, các bác nhìn vào nốt hẳn cốp lên và soi vào phần này. Những con xe nó rẻ tiền thì nó sẽ hát bùn lên đây. Đấy, nó vẩy bùn thẳng lên đây, vẩy bùn thẳng lên. Còn cái phần cốp của em là tương đối ok. Đấy, chỗ này thép là thép nguyên bản và nó chỉ rỉ chỗ kia thôi. Còn chỗ này nó bắn bùn lên thì em sẽ thiết kế một cái để chắn nó đỡ vẩy nước lên, nó sẽ ok hơn. Nhưng mà chỗ này là bắn bùn lên này, chỗ này là chỗ dễ rỉ nhất. Mình phải soi vào những cái chi tiết, cái chỗ nào nó dễ rỉ nhất thì nó mới là chuẩn. Đấy, nó mới là chuẩn các bác nhé. Như vậy thì mình mới biết được. Chứ còn mình mà máy móc và nhìn không chuẩn là sẽ không đúng đâu. Tiếp theo các bác nhìn lên cái phần này cho em. Đấy, những cái phần này, những cái đinh tán chỗ này, cái chấm chấm này này, nếu mà nó mục thì nó sẽ kém, thép nó sẽ kém ngay. Đấy, khi mà các bác nhìn về phía trước thì các bác nhìn về cái phần này cho em. Nhìn phần này nếu như mà nó bị rỉ rỉ ở chỗ này này, thì con xe này là thân vỏ nó kém rồi. Đấy, nó sẽ mục cái phần chỗ này ra, sẽ mục cái phần chỗ này ra thì cái thân vỏ nó sẽ kém. Đó. Tiếp theo cái phần thân vỏ thì các bác đánh giá tương đối như vậy, các bác nhìn chi tiết vào cho em nhé. Bây giờ em sẽ đi qua phần máy móc. Đây, hiện tại thì em đã mở cái phần máy móc ra. Thì trước hết thì các bác phải xem là cái phần máy móc này nó như thế nào. Đấy, các bác nhìn qua cái phần thép này. Đấy, thật ra thợ thì người ta xem kỹ lắm. Để em giới thiệu sơ sơ cho các bác biết được thôi. Đây, như cái phần này là người ta đã thay rồi này này. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà người ta thay rồi. Nhìn nó khác ngay, nó khác màu ở kia luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hai màu luôn nhá. Khác màu nhau. Đây là cái phần họ người ta thay rồi. Đây, cái đèn này. Đèn bên này với đèn bên này, một bên sáng, một bên tối là người ta thay rồi này. Tiếp theo thì các bác nhìn vào máy. Trước hết các bác nhìn vào những cái gân máy này này. À, cái gioăng máy này, gioăng máy ở chỗ kia nữa. Đấy. Các bác nhìn vào cái gioăng máy ở phần dưới này nữa này. Đây, các bác nhìn xuống dưới này.
Đấy. Đây em sẽ cho các bác nhìn rồi đây. Các bác thấy chưa? Cái phần lìa lìa kia là người ta đã đây. Đây, cái máy này là đã bổ máy rồi các bác nhá, làm lại rồi nhá. Đấy, có cái keo silicon ở chỗ giữa kia là làm lại máy rồi nhá. Đấy, các bác cúi hẳn xuống các bác nhìn nhá. Đấy. Làm lại máy rồi. Làm lại máy thì không sao. Nếu mà con xe trên 5 năm thì làm lại máy không sao. Còn dưới 5 năm mà làm lại máy thì tốt nhất không mua các bác nhé. Tại vì người ta có vấn đề gì người ta mới làm máy. Đấy. Thì các bác kiểm tra xem ở những cái phần này nó có cái vấn đề gì không. Đấy. Tiếp theo là các bác phải. Đấy, các bác xem là cái nước mát này nó có ổn định không. Đấy. Đấy, con nước mát của em thì nó vẫn ở mức giữa. Con này không bị hụt nước mát. Đấy, nó vẫn ở mức giữa. Còn con xe nào mà nước mát nó cạn là nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề rất là lớn. Đó là cái điều hòa của các bác không ổn định. Và thứ hai là có thể là có con xe của các bác sẽ bị chết máy dọc đường. Đấy, bởi vì cái nước mát này nó rất là quan trọng. Nước mát này rất quan trọng. Khi mà coi nước mát không ổn định, khi các bác đổ nước mát thêm, nó lại hụt rất là nhanh. Thì con cái nước mát này nó được ví như là nước uống của các bác hàng ngày. Thì khi mà không được cung cấp nước mát giải nhiệt thì con xe nó sẽ mệt mỏi, không tản được nhiệt và nóng máy và thậm chí là chết máy dọc đường, rất là nguy hiểm những con xe như thế. Đây các bác nhìn những cái phần ốc này này, ốc ác. Nếu những con xe mới hơn thì các bác có thể nhìn cái ốc của nhà máy nó sẽ có những cái sơn vàng. Đấy, có những cái sơn vàng. Và các bác nhìn vào những cái đầu ốc này này. Những con xe mà nó tháo ốc ra rồi thì nó sẽ bị dị, bị toét cái đầu ốc, sẽ toét đầu ốc. Nhưng mà hiện tại thì những con xe mà đời cao rất tinh vi nhá, mở ra thậm chí các bác không quan sát kỹ sẽ không biết được là nó có bị toét, có bị tháo đầu ốc ra hay không, sẽ không biết được đâu. Tiếp theo là các bác phải kiểm tra xem là soi từng chi tiết. Đấy là cái những cái chi tiết này, ví dụ như những cái chi tiết này họ có bị tháo là quá nhiều không. Vì nói đơn cử là đây, một cái này rất là cũ đúng không, màu rất là bạc đúng không, nhìn được cái ông này ông lại đen xì, chứng tỏ là họ đã thay rồi, họ đã thay cái này rồi. Đấy, các bác quan sát kỹ cho em. Đây, một con xe cũ mà tự nhiên lại có nòi là vài cái mới chênh lệch nhau, hay là những cái sắt này tự nhiên có một cái sắt rất là mới thì có lẽ là người ta đã thay rồi. Đấy. Đấy, người ta thay và nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Còn đây là cái bộ điều khiển điện của họ. Đấy, họ chọc chẹt gì không các bác mở ra các bác xem để biết. Đấy, ngoài cái phần máy móc ra thì các bác chuyển vào cái phần trong nội thất các bác nhá. Cái nước mát quan trọng này, và các bác xem là cái dầu đây. Đấy, các bác phải bỏ xem là cái dầu máy nhá. Dầu máy này các bác bỏ ra các bác quẹt thì nó mà đen quá thì ông này không chịu thay dầu máy thì con xe nó cũng là sẽ với cái người chủ họ không chăm ý thì là sẽ con xe nó không tốt. Đấy, còn những con xe mà nó rất là bóng bẩy bên trong ấy, như các bác mua của thợ thì nhìn cái máy này nó sáng bóng, nó rất là sáng, rất là sạch, nhưng thực tế thì về cái thẩm mỹ thì có, nhưng mà cái chất thì không có các bác nhé. Chất thì không có. Đấy, bởi vì các bác mình, em mới khuyên các bác là mua xe của dân thôi. Thì mình còn phát hiện được ra, ví dụ như cái này nó mới hơn, thì cái này cũ thì mình biết là thay. Còn khi mà vào thợ thì người ta sẽ sơn ở những cái kia, hoặc là người ta sẽ tẩy lửa ở những cái phần chỗ này này, bên này này. Nên là mình sẽ không phát hiện được ra là cái nào cũ, cái nào mới. Ốc tẩy trắng bóng thì mình sẽ không phát hiện được ra. Và mình đi về mình mua phải con xe lỗi thì mình sẽ rất là vất vả, sửa rất là mệt. Đấy, em chia sẻ các bác như vậy. Tiếp theo các bác vào phần đánh giá cái phần máy móc cho em. Đấy, phần máy móc rồi đánh giá là nội thất. Nội thất thì các bác đánh giá tổng thể nhá. Thì con này thì nó đời 2009 thì nó ghế da nó hơi rách rách tí không sao. Đấy, còn cái chất nhựa của nó thì cũng tạm ổn. Đấy. Nội thất con đẹp thì chứng tỏ là con xe nó đi ít
không nhiều, nhưng mà tiếp theo các bác phải đánh giá đến cái phần như thế này. Tạp lô tạp ly. Tiếp theo là nếu con xe mà có chạy taxi ấy, thì người ta thường thường gắn cái mắt thần ở đây. Đấy. Táp lô các bác để ý là ok rồi, thì các bác quan sát cái táp ly cho em. Đây này, những cái con xe mà nó ít đi ý, thì nó sẽ không bóng cái này. Cái này người ta chở nhiều thì nó sẽ bóng mòn hết cái vân nhựa này đi. Đây các bác nhìn vào về cái phần bên sau đằng sau này này, nó còn in vào, nhưng mà cái phần đằng trước các bác thấy là nó nhẵn thín, nó bóng hết đi rồi. Nó bóng hết đi rồi các bác nhá. Nó bóng hết đi rồi thì chứng tỏ là người ta đi nhiều. Người ta đi nhiều thì con xe nó sẽ không còn chất lượng. Đấy các bác ạ, đi nhiều thì sẽ không còn chất lượng. Đấy con xe này rất là bóng rồi đây. Bóng như đầu ông sư. Đấy chứng tỏ là người ta đi quá là nhiều rồi. Đấy. Thì các bác phải đánh giá xem là nó còn ok không nhá. Rồi thì các bác đánh giá xong cái phần ghế và phần táp lô táp ly, thì các bác đánh giá đến cái phần nỉ trần này này, như con xe của em đang là trần nỉ nguyên nhá, trần nỉ nguyên. Còn những cái con mà trần 3D 4D thì mình rất khó là để đánh giá được là con xe nó như thế nào, bởi vì mình không biết là nó cũ hay nó hỏng hay nó như thế nào, nó kém quá rồi đấy. Tiếp theo thì các bác đánh giá đến cái vô lăng này. Xe nào mà vô lăng nó kém rồi thì nó sẽ mòn đi rất là nhiều. Cái này thì bọc vô lăng rồi em chả để ý làm gì. Đấy, thì tiếp theo các bác đánh giá đến cái củ số. Cái củ số mà nó mòn như đầu sư. Và các bác đạp côn, các bác gạt số này mà nó nhão, cực nhão ý, thì cái số nó đi quá là nhiều. Đấy, đi quá nhiều và cái số mà nó càng nhặn như đầu sư thì là con xe đấy người ta đi quá là nhiều rồi. Tiếp theo là các bác nhìn đến cái tay phanh. Đấy, phanh tay mà nó mòn quá, mòn là người ta cũng đi khá là nhiều. Và đây là cái bước quan trọng nhất, thì các bác sẽ nổ máy lên nhé. Nổ máy lên là các bác xem quan sát hết là cái phần chức năng của nó. Đấy, phần chức năng của nó. Các bác quan sát hết cái phần chức năng của nó. Đây, khi các bác mở lên thì cái này nó tương đối là tạm ổn rồi. Có em cái này nó đang hỏng mất cái báo dây thắt dây an toàn. Đấy, và cái đèn vàng kia có lúc được lúc không, nó là cái lỗi cảm biến oxy ấy. Thì không sao cả, tí em chỉ cho các bác. Thì các bác bật lên và các bác nghe tiếng bơm xăng nó êm thì là ok. Và kim xăng nó lên đây này. Đấy, các bác bật kim xăng nó lên. Và các bác nổ máy lên nhé. Nổ máy lên cho em. Đấy, và các bác nhìn cái garanti nó phải đều. Đấy, garanti nó phải đều. Nó phải đều ở cái vòng tua như con này 1.000, trên 1.000 tí. Còn những cái con xe khác nó chỉ tầm 800 thôi các bác ạ. Nó chỉ tầm 800 thôi. Đây, cái màn hình này lên đầy đủ các bác nhá. Thì các bác phải nổ máy lên xem là cái vòng tua nó lên đều không. Đấy. Các bác đạp nhẹ ga, nhẹ ga xem là cái vòng tua nó lên nó có trả về đều không nhá. Đấy, lên xem nó trả về đều không nhá. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Tiếp theo các bác tắt máy đi. Các bác tắt máy đi. Các bác thử hết các chức năng nào là xi nhang này. Đấy, các bác xi nhang này. Đấy, xi nhang này, xi nhang trái, xi nhang phải. Rồi các bác nhờ một người đằng trước nữa kiểm tra đèn, nổ máy lên kiểm tra đèn nhá. Nổ máy lên kiểm tra đèn. Rồi tiếp theo các bác lên, nổ máy lên và các bác bật điều hòa nhá. Các bác nổ máy lên và bật điều hòa. Đây, bật điều hòa. Các bác chạy và thử là các bước gió nóng lạnh xem nó như thế nào. Các bước, các thử cái gió này, chức năng gió này, chức năng điều hòa này phải ok, phải ổn định thì các bác con xe mới ok. Quan trọng là có con xe cái điều hòa rất là quan trọng. Nên các bác phải thử xem là nó ổn định hay không. Không các bác hỏng cả dàn điều hòa về rất là vất vả và rất là mệt đấy. Tiếp theo là các bác phải, khi các bác ngồi lên, các bác nổ máy xong rồi, kiểm tra tất cả các chức năng đèn còi xi nhang. Đấy, đèn còi xi nhang ok rồi. Các chức năng là không báo bình ắc quy rồi, không báo cửa sổ rồi, nước mát các kiểu rồi. Đấy, thì là ok, thì các bác chuyển sang cái vấn đề là chạy thử.
chạy thử thì các bác sẽ chuyển số nhịp nhàng linh hoạt từ số 1 đến số 5 hoặc là số tự động, thì các bác phải lên ga. Đấy, các bác phải lên ga cho em. Đấy. Đấy, em sẽ nổ máy lên, em lên ga cho các bác. Các bác phải lên ga. Đấy. Lên ga và các bác đi các số. Đấy, và cảm giác xem nó có bị hụt ga không. Đạp ga lên nó phải lên đều, và nhả ga ra là nó phải xuống. Đấy. Còn đạp ga mà nó cứ hụt hụt, nó không lên ý, thì là có vấn đề. Và đã, hoặc là đạp ga mà nó kiểu là nó chậm hơn ga, ga nó đi đều với cái lúc cái lực mình đạp đấy, và đạp nó sẽ ga là khi mình chạy nó phải có lực. Và các bác thử hết các bước số cho em nhé, thử hết các bước số chạy xem nó mượt mà không, vô lăng đánh lái nó có nhẹ nhàng tình cảm không nhá. Thì khi mà các bác thử tất cả các bước vậy thì con xe nó sẽ ok đấy. Đèn còi các kiểu và nhạc nhẽo các kiểu các bác phải thử hết nhá. Như vậy là em vừa hướng dẫn cho các bác là cái con xe thì các bác mua các bác chú ý những cái gì. Thì các bác mua thì các bác chú ý chi tiết từng tiểu tiết cho em nhá. Không phải không đi đâu mà vội, mà mua thì mua của dân nhá. Thì nó sẽ ok, nó sẽ chắc chắn hơn. Thì qua đây thì em xin chúc các bác nếu mà có mua xe lướt thì nếu mà không biết thì có thể là dẫn thợ đi. Nhờ người ta để trả công người ta, người ta xem cho tầm 500 hay là 1 triệu đấy, thì tùy từng người họ lấy, thì ok thì người ta sẽ xem xét chi tiết cho. Thì chúc các bác mua được con xe ưng ý nhá, con xe rẻ tiền thì có thể tự đi xem được nếu các bác làm được những cái điều mà như vừa xong của em. Các bác cứ phải xem thật kỹ và không đi đâu mà vội nhá, không đi đâu mà vội các bác ạ. Thì em chúc các bác mua được con xe ưng ý. Đấy, con xe em có mấy chục triệu thôi, nhưng mà nói chung là em rất là ưng ý với con xe này. Rất là ok các bác ạ. Tiền nào của vải đấy, nhưng mà mình tìm được cái chất lượng ổn định thì mình sẽ ưng ý hơn và đỡ phải mệt mỏi với nó. Chúc các bác mua con xe ổn định, không phải hỏng vặt nhá. Và đón xem những video clip tiếp theo của em. Chào các bác.